Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay các cấp công đoàn đã thẩm định quyết định hỗ trợ cho hơn 17,6 nghìn đoàn viên người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là gần 23 nghìn tỷ đồng. Cụ thể mức hỗ trợ từ 700 nghìn đồng tới 3 triệu đồng một người, việc hoàn thành chi hỗ trợ trong tháng 5 tới. Số lao động bị ảnh hưởng trên phần lớn ở các doanh nghiệp FDI chiếm 75% tổng số lao động bị ảnh hưởng, tập trung trong 3 ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ chiếm 77% tổng số lao động bị ảnh hưởng, chủ yếu ở các tỉnh thành phố khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang chiếm 70% tổng số người lao động bị ảnh hưởng của toàn quốc.